Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1048 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và vâng cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Kiều Tuấn Anh và một bạn thính giả không có đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này có tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1048 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong Chương 4944 Trong mặt chi chiến trường, hai tộc tranh đấu vô số năm chưa bao giờ xuất hiện qua ánh sáng như thế này. Ánh sáng kia tinh khiết, không trộn lẫn mảy may tạp chất, giống như ngay cả tâm thần đều có thể gột rửa. chung sư thúc nhìn không được, khẽ hít trong mắt, vận dụng hết thị lực mà nhìn. Sau khi hắn mở pháp nhãn, tình huống bên kia rõ ràng rành mạch khắc vào tầm mắt hắn người đang dơ cao vầng mặt trời nhỏ là một người thanh niên xa lạ mà Chung sư thúc chưa bao giờ thấy qua. Nhưng chuyện này cũng không kỳ quái. Toàn bộ Bích lạc quan đã tích lũy vô số năm, có mấy vạn cường giả nhân tộc hội tụ tại đây, hắn không có khả năng đem tất cả mọi người đều nhận biết, chỉ cho rằng đó là đệ tử của một nhà đồng thiên phúc địa nào. Sau một khắc hắn tận mắt thấy vần mặt trời nhỏ trong tay thanh niên kia hùng hăng đụng vào trên thân thể to lớn của tên bậc chủ mặt tộc vô thanh vô tức vần mặt trời nổ tung ánh sáng trắng đem tên vực chủ mặt tộc bao khỏa trong đó trong nháy mắt từng mảng màu mực to lớn từ trên người vật chủ mặt tộc tiêu tán mà ra tên vật chủ mặt tộc giống như đang nhận thương tổn to lớn sắc mặt dữ tợn đau đớn cực kỳ ngay cả thân thủ vốn nên mạnh mẽ cũng hơi ngưng trệ một lát. Hắn chỉ theo bản năng trở tay đánh ra một chưởng, đem thanh niên kia đánh ngã bay ra ngoài, phúng máu tươi. Sau một lát trì độn như vậy, kiếm long xoay tròn mà đến, gào thét dữ tợn, đem tên vực chủ mặt tộc nuốt vào trong bụng. Ngàn vạn kiếm mang xoay tròn giáo sát, máu tươi màu mực vẫy xuống trời cao. Mặt chi lực nồng đậm tản ra, bị ánh sáng tinh khiết còn thừa trừ khử không thấy. Sau khi kiếm long đi qua, hơi thở cường đại của tên vực chủ mặt tộc tan thành mây khói. Trên tường thành, chung sư thúc đã sắp trợn lồi trong mắt. Hắn vốn đang vuốt đám râu trên cầm. Giờ phút này hắn vừa dùng lực, đám râu kia đều bị kéo đứt. Chết rồi! Tên vực chủ mặt tộc cùng hắn điên cuồng chiến đấu hai ba canh giờ, lẫn nhau không phân cao thấp, rốt cuộc đều bị trọng thương. Vậy mà chết rồi! Là bị Phùng Anh giết nếu không tận mắt nhìn thấy thì chung sư thúc đơn giản là không thể nào tin. Phùng Anh xác thực là rất mạnh, hắn cũng biết điểm này. Nhưng Phùng Anh căn bản không có khả năng giết chết một tên vực chủ. Coi như bên người nàng có giúp đỡ, coi như tên vực chủ kia đã trọng thương cũng không được. Trong chớp mắt, chung sư thúc ý thức được một vấn đề. Đoàn ánh sáng trắng như mặt trời nhỏ kia hẳn là điểm mấu chốt hắn rõ ràng nhìn thấy khi ánh sáng kia bao phủ tên vật chủ. Trên vẻ mặt đau đớn của tên vật chủ có kèm theo vẻ hoảng sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới cho Phùng Anh cơ hội nhất kích tất xác. Rốt cuộc, đó là thứ quỷ gì? Nhưng giờ khắc này rõ ràng không phải lúc cân nhắc những điều này. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, tên vật chủ mặt tộc bị mấy người nhân tộc giết đi. Trong nháy mắt, đông đảo mặt tộc đều điên cuồng từ bốn phương tam hướng tuôn ra nhào tới, lập tức đem bọn người Phùng Anh vây lại chợt như nêm cối. Trên tường thành, vị thất phẩm khai thiên kia chần chừ nói. Trung sư thúc, chuyện này có bảy sao? Hắn cảm thấy đầu mình có chút không đủ thông minh. Hắn cũng thấy tên vực chủ mặt tộc bị giết. Nhưng nếu đây là bên mặt tộc thi triển quỷ kế, thì cái giá cũng không khỏi quá là lớn đi sao có thể dùng sự sống chết của một vị vật chủ để dẫn dụ nhân tộc ra tay. Mà lại giờ phút này, bọn người Phùng Anh sư tỷ vẫn đang cùng mặt tộc huyết chiến không ngớt. Sau khi tên vực chủ mặt tộc tử vong, từng bóng người lần lượt đột ngột xuất hiện ở xung quanh bọn người Phùng Anh. Đội hình vốn chỉ có rải rác vài người, lập tức hóa thành đội ngũ mấy trăm người. Đây rõ ràng là từng nhân tộc. Lúc vừa hiện thân, bọn hắn đã đánh ra thần thông bí thuật đám mặt tộc không có chút phòng bị nào, lập tức tử thương thảm trọng. Có bảy cây rắm. Chung sư thúc cũng không lo được chữ thương, vương người đứng dậy, phất tay mở ra cấm chế rồi quát to. Nhanh chóng theo ta, gấp rút tiếp viện. Bực chủ mặt tộc đều bị xử lý, lần này hắn thật sự tin tưởng Phùng Anh chưa bị mặt hóa. Có thể xử lý tên vực chủ tọa trấn nơi đây, vậy thì nhân tộc có thể chiếm hết ưu thế trong chiến trường cục bộ nơi này. Đây là công trạng lớn, đối đãi với công thần, hắn không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía dưới bay đi, sau lưng có mảng lớn tia sáng theo sát. Sau khi bọn hắn rời đi, cầm chế mở ra lại cấp tốc khép, biển cho bị mặt tộc thừa cơ xâm nhập. Ở hậu phương chiến trường, thẩm ngao nắm lấy cánh tay của Dương Khai rồi lo lắng như thế nào dương khai quay đầu nhổ ra một ngụm máu trong miệng lộ ra dữ tợn không thể nào chết được vừa rồi hắn thôi động tình hóa chi quan đánh vào trên thân của tên vực chủ bị người ta trở tay đánh lại một chưởng nếu không phải hắn xem xét thời cơ nhanh thì giờ phút này hắn đã trọng thương dù là như vậy khi huyết hắn cũng quay cuồng không ngớt bị thương là chuyện không thể tránh cũng may trong thời khắc mấu chốt Thẩm Ngao kêu hắn một phen, bằng không thì hắn chắc là phải bị đánh vào trong trận doanh của mặt tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ thoát thân gian nan. Phụng sư thúc thật sự rất mạnh. Dương Khai nhịn không được khen. Mặc dù tên vật chủ mặt tộc kia bị tình hóa di quan của hắn quấy nhiễu, nhưng mà chân chính giải quyết dứt khoát vẫn là kiếm long của Phùng Anh. Thần thông pháp tướng này thật sự là có uy thế quá kinh khủng ngay cả vật chủ bị cuốn vào trong đó cũng lập tức chết oan chết uổng. Chẳng qua, đó cũng là bởi vì tên vật chủ kia vốn đã bị trọng thương. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, thì Phùng Anh chưa hẳn là có thể giết hắn. Người cũng không tệ. Thẩm Ngao lộ ra khen ngợi, trước đó hắn vẫn không nghĩ tới. Tình hóa chi quan, vậy mà đối với mặt tộc có thương tổn lớn đến như vậy. Mãi cho tới lúc Dương Khai đột nhiên ra tay, hắn mới kịp phản ứng. Nhưng mà ngẫm lại cũng không thấy kỳ. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai vẫn luôn vận dụng tình hóa chi quan thay mặt đồ sửa đổi tận gốc, khôi phục lý trí cho bọn hắn. Ánh sáng trắng kia vốn là khắc tinh của mặt chi lực. Mặt chi lực trong thân thể mặt tộc là nguồn suối lực lượng của bọn hắn. Bị tình hóa chi quan tình hóa sao có thể có kết quả tốt? Hai người liên thủ lại thật sự đem tin vực chủ kia giết chết. Đây là điều mà trước khi hành động bọn người thẩm ngao không nghĩ tới mặc dù bọn hắn tán thành ý kiến đi nước cờ hiểm của Phùng Anh, nhưng kỳ thật cũng không trông cậy vào quá nhiều. Kết quả là là cho người ta một niềm vui ngoài ý muốn. Đừng có nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian ngăn địch đi. Đinh Kỳ vừa quát to, vừa biến hóa pháp quyết trong tay đánh ra thần thông. Viện binh ẩn thân trong tiểu thế giới của mấy người đều đã được thả ra, nhưng mà cũng chỉ có hơn 300 người mà thôi, trình độ bình quân còn không tính là quá cao, đều là ngũ phẩm lục phẩm. Vừa rồi mấy người hành động cấp tốc, xuất kỳ bất ý đánh lén mặt tộc. Nhưng giờ khắc này, mặt tộc đã kịp phản ứng. Mấy trăm người bị đại quân mặt tộc vây quanh trùng điệp. Phụng Anh điều khiển kiếm long dẫn đầu, dẫn đám người không ngừng trùng sát. Những nơi đi qua, mặt tộc bại lui, nhào nhào vẫn lạc ngay tại chỗ. Mấy người thẩm ngao cũng phân tán bảo hộ hai bên cánh theo sát Phùng Anh hướng phía trước trùng sát. Nhưng mà nhân số chênh lệch còn tại đó. Đội ngũ mấy trăm người nhân tộc tiến lên gian nan Hầu như mỗi một bước đều có người tụt lại sau. Ở trong tình hình này tụt lại phía sau sẽ có kết quả gì thì không cần nói cũng biết. Nếu thế cục cứ phát triển tiếp như vậy, chỉ sợ đám người còn lại chưa trùng sát đến bích lạc quan đã toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên, một tiếng lòng ngâm gào thét vang vọng càng khôn. Thanh âm này đem hai bên đang giao chiến giật nảy mình. Ai cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong lúc cấp bách, bọn người thẩm ngao lần theo nơi thanh âm phát ra quay đầu nhìn. Trong chớp mắt tiếp theo, tầm mắt bọn hắn đột nhiên co rút. Chỉ thấy bên kia, Dương Khai hít một hơi thật sâu. Một cái đầu rồng to lớn vàng rực rỡ hiển hiện sau lưng hắn, rồi đâm vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy. Ngày sau đó một cổ uy áp kinh khủng lấy Dương Khai làm trung tâm tràn ngập ra. Theo uy áp này khuếch tán, thân hình của Dương Khai cũng bỗng nhiên căng phòng. Đây là hình ảnh đủ cho người ta khắc cốt minh tâm. Vô luận là sau bao nhiêu năm nhớ lại, đám võ giả may mắn còn sống sót đều không thể quên được cảnh tượng này. Trong ngắn ngủi ba hơi, hình người nho nhỏ hóa thành một con quái vật khổng lồ, kim quang chói mắt, dài đến hai ngàn trượng, toàn thân bao trùm vảy rồng, hai tay hai chân đều hóa thành vuốt rồng. Trên trán sinh ra sừng rồng, dưới hàm có râu rồng tung bay. Hai mắt rồng vàng ông ánh giống như hai vần mặt trời nhỏ chiếu rọi đất trời, xuyên thấu tất cả hắc ám trên chiến trường. Cự Long Trên chiến trường kịch liệt, bỗng xuất hiện một con cự long dài hai ngàn trượng, muốn không làm cho người ta chú ý cũng là khó. Vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, đều không có nhìn được có chút thất thần. Long uy tràn ngập, huy hoàng không ai bị kịp. Cự long há miệng phun ra long tức, lập tức quét sạch sành xanh một mảnh không gian to lớn có mặt tộc tụ tập. Trong nháy mắt, thân thể dài đến hai ngàn trường kia hóa thành một nửa hình tròn, càng đem mấy trăm nhân tộc bao khỏa trong đó. Đi! Long ngâm rung trời. Lúc này đông đảo nhân tộc mới lấy lại tinh thần. Trước đó, bọn hắn không biết con cự long này bỗng nhiên xuất hiện là địch hay bạn. Nhưng giờ khắc này thấy cách làm của cự long đâu còn không biết đây là người một nhà. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều an tâm. Phùng Anh đang dẫn đầu phía trước có chút thất thần, nhưng nàng rất nhanh đã thu liễm nỗi lòng, điều khiển kiếm long đi đầu, dẫn đám nhân tộc hướng phía trước trùng kích. Đại quân mặt tộc ở xung quanh đối với nhân tộc điên cuồng công kích, nhưng mà đại đa số công kích đều bị long thân ngăn, chỗ long thân là chỗ phòng hộ. Không phá long thân thì đừng hòng thương tổn đám nhân tộc mảy mày. Vẫy rồng bị đánh tung bay, máu thịt xoay tròn, máu rồng màu vàng vẫy xuống không trung. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, trên thân thể dài hai 000 trượng, hầu như không có một chỗ nào hoàn hảo. Nhưng mà cự long lại không chút nhúc nhích. Vô luận chịu vết thương nặng ra sao, hắn vẫn hóa thành phòng hộ kiên cố nhất, thủ hộ lấy nhân tộc trên vuốt rồng đã bắt được thương long thương. Bí bảo được từ cự thần linh A Đại tặng này có uy năng vô tận, có thể lớn, có thể nhỏ. Giờ phút này tại trên vuốt rồng của cự long, trường thương vốn dài hơn một trượng, cũng hóa thành gần ngàn trượng. Không cần thôi động thần thông bí thuật gì, trường thương đảo qua, phạm vi ngàn trượng đều tịch diệt, vô số mặt tộc phun máu tươi bay tán loạn, thực lực yếu thì càng là bị mất mạng ngay tại giỗ đại quân mặt tộc hải hùng khí vía bọn hắn không phải chưa từng cùng thánh linh tranh đấu trên mặt chi chiến trường có không ít thánh linh mỗi một thánh linh đều là nhân vật cực kỳ cường hãn cho mặt tộc mang đến tổn thất thật lớn nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vị thánh linh nào thôi động bí bảo mà còn là bí bảo to lớn như vậy mặc dù cự long hiện thân cổ vũ rất nhiều sự khí cho binh nhân tộc nhưng mà tiệc vui chóng tàn bọn hắn vẫn bị ngăn trở kiếm long dẫn đầu phía trước đã rách tuần tóe phùng anh ẩn thân trong đó cũng lộ ra bóng người thân thể của cự long thủ hộ nhân tộc cũng đã làm lũ nhưng phía trước kia đại quân mặt tộc lít nha lít nhít vẫn giống như thủy triều ngăn cản đường đi giống như giết không hết tình thế cứ như vậy thì đám người căn bản không có cách nào xông về bích lạc quan sớm muộn gì cũng bị hao hết lực lượng chết tại trên chiến trường nhưng mà đúng vào lúc này Hậu phương của đại quân mặt tộc bỗng nhiên truyền đến rối loạn từng bừng, ánh sáng của thần thông bí thuật tỏa ra trong thủy triều màu mực. Chương 4945. Bạo động ở hậu phương đại quân mặt tộc đã hấp dẫn sự chú ý của đám người. Thẩm Ngao tập trung hướng bên kỳ nhìn, lập tức quá vui mừng, cao giọng nói: "Chịu đừng đi, người bích lạc quan đến trợ giúp chúng ta." đám người vốn đã thân hãm lao tù tiến thối gian nan ngay vậy đều phấn dấn tinh thần ra tay càng thêm hung mãnh ngăn cản thế công của mặt tộc rất nhiều người nhìn qua thân thể rách tuôn tóe của cự long lộ ra bi thương nếu không có cự long lấy thân thể mạnh mẽ của mình hóa thành bức tường bảo vệ thì mấy trăm người bọn hắn nhất định sẽ tổn thất nặng nề cự long này chẳng những dùng thân thể ngăn trở đại đa số công kích của mặt tộc mà ngay cả mặt chi lực đều ngăn cản ở ngoài để bọn hắn không bị mặt chi lực quấy nhiễu khiến cho phân tâm. Có thể vẫn luôn buông tay buông chân chém giết, không có nỗi lo về sau chút nào. Cường giả bích lạc quan xông ra, chế tạo hỗn loạn to lớn cho mặt tộc. Bên mặt tộc không thể không phân ra đội ngũ, nghênh kích kẻ địch. Kể từ đó, áp lực mà bọn người dung khai phải tiếp nhận cũng giảm nhiều. Kiếm Long dẫn đầu lại cất tốc tiến lên đột kích. Theo gió vượt sóng giống như cắt ra phong tỏa của đại trận mặt tộc cùng người bích lạc quan trước sau giáp kích. Sau một lát, hai bên tụ hợp. Dương Khai hơi nâng đầu rồng, dương mắt hướng bên kia nhìn. Chỉ thấy người dẫn đầu là một lão giả choai choai, ra tay hung ác, trên thân tràn ngập hơi thở của bác phẩm khai thiền. Rõ ràng là vị cường giả mới vừa rồi cùng tên vực chủ mặt tộc đại chiến. Kết quả lưỡng bại câu thương. Cũng không biết hắn là thái thượng trưởng lão xuất thân từ nhà đồng thiên phúc địa nào. Phùng Anh rõ ràng là nhận ra người này. Trong kiếm long truyền đến một tiếng la to. Trung sư thúc! Trung sư thúc hướng nàng khẽ gật đầu, đảo ánh mắt qua con cự long mà Dương Khai biến thành một vòng. Không có thời gian nói thêm điều gì. Quanh thân hắn chấn động, lực lượng cuồng bạo phát tiết, đem mặt tộc xung quanh chấn lui, hắn hồ. Trước tiên rút lui. Sau hắn từng kiện bí bảo hành cung có tạo hình không đồng nhất, trùng sát mà đến, mở ra cấm chế phòng hộ không cần chỉ huy điều hành, những ngũ phẩm lục phẩm khai thiên vẫn luôn bị cự long thủ hộ, nhào nhào lách mình tiến vào trong những bí bảo hành cung. Bọn người thẩm ngao lại không đi vào. Bọn hắn là thất phẩm khai thiên, đều đã phục dụng huyền tẩn linh quả. Thực lực đều đã khôi phục đến đỉnh phong. Lúc này bọn hắn không cần thiết mượn nhờ uy lực của bí bảo hành cung. Bản thân bọn hắn đã có thể phát huy ra lực sát thương to lớn. Dương Khai cũng không tiến vào cự long đung đưa thân mình, vung vẫy đuôi rồng, quét ngang qua mảng lớn không gian. Đi! Trung sư thúc. Đi! Trung sư thúc quát to, vài kiện bí bảo hành cung vừa giết vừa lui, hướng bích lạc quan bay lượn. Bọn người Phùng Anh và Thẩm Ngao thủ hộ hai bên, hai người Trung sư thúc và Dương Khai bọc hậu. Tinh vực chủ mặt tộc chủ trì chiến trường cục bộ bên này đã tử vong. Mặc dù còn có một số lãnh chúa mặt tộc có thể ra lệnh. Nhưng trong vùng chiến trường này, trên cơ bản, mặt tộc sẽ ở vào một loại trạng thái rắn mất đầu trong thời gian ngắn. Đối mặt với bích lạc quan, có khi thế hung hăng phá vây, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản hữu hiệu. Đội ngũ vẫn luôn liều chết, chỗ đi qua vô số mặt tộc tử thương. Chỉ qua một lát, bọn hắn đã vọt tới dưới bích lạc quan, cấm chế phòng hộ mở ra, từng kiện bí bảo hành cung bay vào trong đó, lần này bọn hăng mới xem như thật sự an toàn đại quân mặt tộc còn đang truy sát không ngừng rõ ràng là có chút không quá cam tâm thấy mọi người đã an toàn Dương khai đang bọc hậu bỗng nhiên quay người thân thể to lớn dài hai ngàn trượng lùi cuồng lấy thương long thương dài ngàn trượng quét ngang ra ngoài một thương dưới công kích này rất nhiều mặt tộc giống như rơm rạ bị thu gặt lập tức tử thương một mảng lớn chuyện này vẫn chưa xong trong tiếng long ngầm rung trời cự long lắc đầu quẩy đuôi trực tiếp va vào trong đại quân mặt tộc không ngừng chém giết trong một chút thời gian vừa rồi dương khai đã rất biệt khuất hắn lấy thân thể cự long thủ hộ mấy trăm nhân tộc an nguy chỉ có thể bị động bị đánh ngay cả cơ hội đánh trả cũng là rải rác thân thể khổng lồ bị rách tung tóe bây giờ hắn đã không có nỗi lo về sau tự nhiên là buông tay buông chân mà sau khi hóa thân cự long thực lực của hắn có thể so với thất phẩm khai thiên. Bản thân lại không sợ mặt di lực ăn mòn. Ở vào tình thế như vậy, hắn quả thực là đánh đầu thắng đó. Một rồng một thương ngao du trong hải dương màu mực, giết tiếng giết ra. Từ bích lạc quan bên này nhìn, chỉ thấy một dải màu vàng dài hai ngàn trượng, xuyên thẳng qua trong màu mực như cá bơi, sắc thái cực kỳ tươi sáng. Con cự long này không thèm nói đạo lý, cũng làm cho người ta chấn kinh vốn là thân hình khổng lồ, long uy nghiêm nghị. Trên vút rồng là còn bắt một cây thương khổng lồ dài ngàn trượng, đơn giản là có chút vô lại. Chỉ là lực lượng của một con rồng ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã quấy rầy khiến đại quân mặt tộc hỗn loạn vô cùng, tổn thất nặng nề. Trung sư thúc vốn còn muốn trở về bích lạc quan, kết quả bị dung khai làm thành như vậy. Hắn cũng không tiện đi thẳng, mà quay đầu nhìn, khoay mắt run rẩy kịch liệt, hắn hỏi Phùng Anh tên long tộc này từ đâu ra phùng anh không biết nên giải thích ra sao nói thật nàng cũng là lần đầu tiên biết dương khai là long tộc trên đoạn đường này dương khai thật sự mang đến cho nàng quá nhiều rung động nàng hầu như đã chết lặng kết quả trong giây phút cuối tên này lại là long tộc nàng đã bị rung động thêm lần nữa nghe chung sự thúc ra hỏi phùng anh chỉ có thể nói ta cũng không biết hắn ở đâu ra ta gặp được hắn trong nội địa của mặt tộc nói ra rất là dài dòng. chung sư thúc nghe rằng, theo đạo lý mà nói, mặc dù mặt chi chiến trường có không ít thánh linh, nhưng tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện long tộc. Hai tộc long phượng trấn thủ bất hồi quan, thân mang trọng trách. Mặc dù mỗi một tộc nhân của hai tộc đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào mặt chi chiến trường. Bất hồi quan là phòng tuyến cuối của nhân tộc, tuyệt đối không thể nào sơ xuất. Bích Lạc quan vậy mà xuất hiện một tên long tộc. Trung Sư Thúc cũng không biết hắn có phải tới từ bất hồi quan hay không. Nhưng mà tình cảnh này cứ nhìn như vậy thì cũng không được. Long tộc bên kia đẫm máu chém giết. Bọn hắn một bên này trốn tránh xem kịch tính là chuyện gì xảy ra. Tâm tư nhanh chóng quay ngược, Trung Sư Thúc rất nhanh đã có quyết đoán khẽ quát. Toàn quân xuất kích! Trong bích lạc quan, trên tường thành, đám vợ giả nhân tộc quan sát chiến trường bên dưới đã sớm nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nôn nóng không có nhịn nổi. Trung sư thúc vừa ra lệnh, từng người đều ma quyền sát trưởng. Bên này có hiệu suất rất cao, trung sư thúc vừa truyền lệnh chỉ sau mấy chục hơi thở, cầm chế phòng hộ đã mở ra lần nữa. Tường kiện bí bảo hành cung như bầy cá, trùng sát đi ra từ trong bích lạc quan, bao phủ đất trời, đơn giản là nhiều vô số. Theo bí bảo hành cung đi ra còn có bóng dáng của từng vị thất phẩm khai thiên ở mặt chi chiến trường hoàn cảnh tác chiến rất đặc thù chẳng những phải phòng bị công kích mà địch nhân tùy thời oanh tới mà còn phải phòng bị mặt chi lực ăn mòn cho nên chỉ có thất phẩm khai thiên mới có thể không cần bí bảo hành cung làm phòng hộ trùng sát tiến vào bên trong chiến trường dưới thất phẩm khai thiên vô luận là ngũ phẩm hay lục phẩm đều phải mượn nhờ bí bảo hành cung phòng hộ ngăn địch chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản mặt chi lực ăn mòn nếu để cho những ngũ phẩm lục phẩm kia bước vào chiến trường, thì bọn hắn có thể sẽ bị mặt hóa. Mượn nhờ bí bảo hành cung có mấy chỗ tốt. Thứ nhất, chính là có thể cho ngũ phẩm lục phẩm khai thiên lẫn tránh mặt chi lực ăn mòn. Chỉ cần bí bảo hành cung không tổn hại, mặt chi lực không thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Thứ hai, chính là lực lượng mà bản thân bí bảo hành cung phát huy ra, so với ngũ phẩm lục phẩm khai thiên bình thường cao hơn chút rất nhiều bí bảo hành cung đều có thể phát huy ra lực lượng của thất phẩm khai thiên, kể từ đó cũng là tăng cường thực lực cho bên nhân tộc. Từ xưa tới nay, nhân tộc cùng mặt tộc chống lại, đối với chuyện đối phó mặt tộc ra sao, bọn hắn tự nhiên có một bộ phương án. Trước đó là việc cứu viện cho bọn người Phùng Anh, cho nên chung sư thúc cũng không để quá nhiều bí bảo hành cung phải ra trận. Còn bây giờ là toàn quân xuất kích, ngoại trừ những người ở lại phòng ngự, những nhân thủ mà mảnh chiến trường cục bộ này có thể xuất động đều đã khuynh xào mà động. Dẫn đầu là một mảng lớn tia sáng do thất phẩm khai thiên tạo thành. Phía sau là lít nha lít nhít bí bảo hành cung đếm mãi không hết, cuồn cuộn mà đi. Đám mặt tộc đang vây công cử long, rất nhanh đã phát hiện dị thường của bích lạc quan. Hai vị lãnh chúa mặt tộc đều ra lệnh, đại quân mặt tộc quay đầu nghênh kích mà tới. Hai bên còn chưa va chạm, từng chiêu thần thông bí thuật đã phá toái không gian, chiếu rọi đất trời. Ánh sáng đủ mọi màu sắc lọt vào trong thủy triều màu mực, giống như tảng đá nện vào hồ nước, tóe lên từng gợn sóng. nơi gợn sóng khách tán, màu mực người ngã ngựa đổ. Đối mặt với nhân tộc tấn công, mặt tộc đương nhiên là sẽ không khoanh tay chịu chết. Bọn hắn cũng lấy mặt chi lực đen kịch hội tụ thành thần thông công kích, đánh về trần doanh của nhân tộc. Không cần hiệu lệnh, đông đảo thất phẩm dẫn đầu phía trước, lập tức tản ra hai bên, lộ ra rất nhiều bí bảo hành cung sau lưng. Thượng kiện bí bảo hành cung kia cấp tốc xê dịch, điều chỉnh vị trí, tốt 5, tốt 3, rất nhanh đã kết thành từng trận thế huyền diệu. Từ trên tường kiện bí bảo hành cung, ba động lực lượng huyền ảo truyền ra. Đồ án phù văn to lớn chiếu rọi không gian, hóa thành từng mặt phòng hộ kiên cố không thể phá vỡ. Giống như tâm trắng thủ hộ phía trước, ngăn cản màu mực anh kích. Thỉnh thoảng lại có phòng hộ bị công phá, ép cho bí bảo hành cung đằng sau xê dịch tránh né. Cầm chế phòng hộ của bản thân cũng sáng lên, triệt tiêu tổn thương. Thần thông bí thuật va chạm chỉ kéo dài mười mấy hơi thở, đại quân hai bên đã giao phong. Tiếng họ hét gào thét vang, hai tộc chém giết tại một chỗ, từng hơi thở liên tục vẫn lạc tàn lụi. Chỉ so về nhân số thì bên mặt tộc không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế cực lớn, hầu như có thể nói là gấp nhân tộc hơn 10 lần. Nhưng mà so sánh thực lực lẫn nhau thì bên nhân tộc lại chiếm ưu thế. Bởi vì vô số năm này có tư cách đặt chân mặt chi chiến trường đều là đệ tử tinh nhuệ xuất thân từ động thiên phúc địa, kém nhất cũng là lục phẩm khai thiên. Bây giờ mặt chi chiến trường sẽ có ngũ phẩm, đó cũng là từ cảnh giới lục phẩm rơi xuống dưới các đại đồng thiên phúc địa vẫn luôn duy trì, lý niệm, đem lực lượng tinh nhuệ vận chuyển tới. Bởi vì thực lực thấp tiến vào mặt chi chiến trường, căn bản là không phát huy ra được tác dụng. Ngược lại, sẽ tùy tiện bị chuyển hóa thành mặt đồ, tăng cường thực lực của địch nhân. Nhưng bên mặt tộc thì không giống. Mặt tộc ra trận chẳng những có lãnh chúa vật chủ, còn có thượng vị mặt tộc, hạ vị mặt tộc. Thượng vị mặt tộc thì thôi đi, tốt xấu cũng tương đương với trung phẩm khai thiên. Nhưng hạ vị mặt tộc đều chỉ có tiêu chuẩn hạ phẩm, sao có thể là đối thủ của nhân tộc. Cho nên vừa đối mặt, Bên mặt tộc đã tử thương thảm trọng. Nhất là những bí bảo hành cung kia có khả năng phát huy ra lực sát thương cường đại hơn, đơn thuần thất phẩm khai thiên. Bên nhân tộc sao có thể sẽ thất bại? Chương 4946 Có thể nói trên mặt chi chiến trường, nhân tộc có thể thủ vững nhiều năm như vậy mà không bại, có nguyên nhân cực lớn, là do bí bảo hành cung phát huy ra tác dụng. Đây là thủ đoạn hữu hiệu nhất ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Bên mặt tộc cũng không phải chưa từng đánh chủ ý vào bí bảo hành cung. Bọn hắn cũng muốn luyện chế bí bảo hành cung. Nhưng mà bí bảo hành cung sao có thể là thứ mà tùy tiện người nào cũng có thể luyện chế. Bên mặt tộc Căn bản là không có nhân tài Có thể luyện chế bí bảo hành cung Mỗi một vị võ giả Tinh thông luyện khí Đều được các nơi quan ải bảo vệ thật tốt Vô luận như thế nào Đều tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn Đặt chân lên chiến trường Không đặt chân lên chiến trường Thì sẽ không bị mặt hóa Sẽ không trở thành mặt đồ Giúp bên mặt tộc luyện chế bí bảo hành cung Trên chiến trường Hai tộc chém giết Lúc đầu đại quân mặt tộc còn có thể cùng bên nhân tộc chống lại một hai. Nhưng theo thời gian trôi qua, thế cục cân đối từ từ nghiêng dần. Bí bảo hành cung va chạm, từng vị thất phẩm khai thiên xê dịch thân hình. Đại quân mặt tộc binh bại như núi đỏ, mỗi một khắc đều có mảng lớn mặt tộc bỏ mình. Dưới hoàn cảnh này, thực lực cá nhân mạnh yếu đã không cải biến được đại cục. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chi phối thắng bại của một trận chiến. Bên mặt tộc như rắn mất đầu khuyết thiếu điều hành. Bên nhân tộc lại tiến thối có thứ tự trợ giúp lẫn nhau. Chỉ qua thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, đại quân mặt tộc đã tổn thất hơn nữa. Vốn còn có không ít lãnh chúa mặt tộc có thể ra lệnh chỉ huy mặt tộc tác chiến. Nhưng mà chung Sư Thúc có ánh mắt rất độc ác, nhìn chăm chăm những lãnh chúa mặt tộc kia hạ sát thủ. Sau khi hắn liên tiếp giải quyết 10 vị lãnh chúa, bên mặt tộc triệt để loạn thành một bầy đối mặt với nhân tộc điên cuồng tấn công, chỉ có thể không ngừng lùi, để lại thi thể đầy đất. Dương Khai biến thành cự long đã giết tới điên cuồng, một rồng một thương quay cuồng du tẩu trong đại quân mặt tộc. Người nơi nào nhiều, hướng nơi đó trùng sát. Dưới thương long thương, mặt tộc tử thương không đếm được. Theo thời gian trôi qua, sát cơ trên người hắn hầu như đã ngưng tụ thành thực chất. Những nơi hắn đi qua, mặt tộc nhao nhao tránh lui. Bỗng nhiên một tiếng kèn trầm muộn truyền vào trong tai. Sau một khắc, một tiếng kêu khẽ vang lên bên tai hắn. Dương Khai, đi! Dương Khai dương mắt nhìn, chỉ thấy trong kiếm long rách rưới, Phùng Anh tái nhợt mặt mũi chào hỏi mình. thì triển thần thông pháp tướng cùng mặt tộc tranh đấu trong thời gian dài, nàng cũng tiêu hao không ít. Dương Khai lung lay đầu khổng lồ, thân hình chuyển hướng về nàng phóng đi. Thương Long Thương thuận thế đưa ra, giải quyết một đám mặt tộc bên người nàng. đi đâu? dương khai hỏi. phùng anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua đầu rồng to lớn. tinh tường cảm nhận được trên thân dương khai có một cổ sát cơ kinh người. cũng không biết trong chút thời gian này dương khai đến cùng là giết bao nhiêu mặt tộc mới có thể hội tụ ra khi thế như vậy. sát cơ kia là thực chất đâm vào khiến cho da thịt nàng pháp lạnh. trở về. phùng anh giải thích. Dương Khai quay đầu quan sát. Lúc này hắn mới phát giác. Sau khi tiếng kèn lệnh vang, bên nhân tộc đã bắt đầu rút lui. Như vậy xem ra âm thanh kèn lệnh hẳn là tín hiệu rút lui. Đại quân rút lui, mặc dù hắn còn chưa giết thỏa mãn, nhưng cũng không thể một mình lưu lại, lập tức khẽ gật đầu. Hai con cự long một lớn một nhỏ đuổi theo đại quân nhân tộc, hướng bích lạc quan bay đi. Chỉ là cự long mà Dương Khai biến thành chính là chân chính long thân còn kiếm long mà phùng anh thị triển thì là thần thông pháp tướng. ven đường bọn hắn cũng không gặp được ngăn cản, có lẽ tẻ mặt tộc đều bị hai người ra tay chém giết. bích lạc quan đã mở ra cấm chế phòng hộ, Từng kiện bí bảo hành cung bay vào trong đó. Trung sư thúc chờ đợi ở bên ngoài đón hai người, rồi mới cùng một chỗ đi vào. cấm chế lại khép ngăn cách trong ngoài. dương khai đã thu hồi long thân, quay đầu quan sát lộ ra một tia tiết hận. Có thể đuổi tận giết tuyệt. Vừa rồi đại quân mặt tộc hoàn toàn không ngăn cản, không phòng ngự hữu hiệu được. Bên nhân tộc có khí thế như hồng, hăng thấy, xác thực là có thể đem toàn bộ mặt tộc ở mảnh chiến trường này thanh lý hết. Nhưng không biết bên này vì sao nhân tộc lại thổi kèn rút lui, bỏ qua cơ hội này. Phùng Anh đứng bên cạnh hắn chậm rãi lắc đầu mặt tộc ở những khu chiến trường khác sẽ đến đây trợ giúp kéo dài càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Mà lại hoàn cảnh bây giờ cũng không quá thích hợp để cho tộc nhân tranh đấu. Dường như để chứng minh lời nàng nói, Dương Khai quả nhiên nhìn thấy, ở hai bên mảnh chiến trường này đều có một chi đại quân mặt tộc số lượng không ít giết tới. Hắn lập tức hiểu ra, vừa rồi nếu không rút lui kịp thời, bị hai chi đại quân mặt tộc này vây quanh, thì bên nhân tộc chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Mà lại giờ phút này trên chiến trường, bởi vì vô số mặt tộc chết đi, mặt chi lực tiêu tán ra đã hóa thành từng đoàn, từng đoàn mặt vân to nhỏ, tràn ngập không gian. Hắn không sợ những vật này, mặc dù thất phẩm khai thiên bên nhân tộc, đối với những thứ này có sức chống cự nhất định, nhưng không biện pháp cùng địch nhân tranh đấu ở tình thế như vậy trong thời gian dài hoàn cảnh như vậy xác thực là bất lợi cho nhân tộc. Nghĩ rõ điểm này, Dương Khai không có nhịn được nghe răng. Hoàn cảnh của mặt chi chiến trường đối với nhân tộc quá không tốt, khiến bọn hắn chỉ có thể vô số năm như một ngày, thụ vững tại trong từng tòa quan ải, ngăn trở mặt tộc xâm lấn ba ngàn thế giới. Người không sao chứ? Phụng Anh lo lắng hỏi một tiếng, mấy người thẩm ngao cũng đều trông lại, lộ ra vẻ rung động giống như ban ngày thấy mà. Chủ yếu là biểu hiện trước đó của Dương Khai quá bắt mắt. Ở chung cho tới này, bọn hăng mới biết tên này lại là một con cự long. Cảnh tượng cự long kim sắc dài 200 trượng quay cuồng chém giết trong thủy triều màu mực, khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Mà lại lúc trước, hăng hóa thân cự long, lấy lòng thân thủ hộ mấy trăm tộc nhân, bị đại quân mặt tộc đánh cho long thân rách tung tóe Giờ phút này, sau khi hắn hóa thành hình người, có thể nói là mình đầy thương tích. Tất cả da thịt trần trụi ở bên ngoài không có một chỗ nào là hoàn hảo. Quần áo cả người đều bị máu tươi màu vàng nhuộm đẫm. Dương Khai lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải đòn công kích trí mạng thì đều không có gì trở ngại. Lòng thân vốn là có sức hồi phục cường đại lại thêm hắn có một hành chi lực cô động từ tinh hoa của bất lão thụ. Ở phương diện khôi phục, trong toàn bộ vũ trụ, hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bây giờ thương thế của hắn nhìn thê lương không gì sánh được, nhưng hắn cũng chỉ cần nghỉ ngơi một chút thời gian là có thể khỏi hẳn. Lúc mấy người đang trò chuyện, chung sư thúc nhanh chân đi tới đứng vững trước mặt của Dương Khai, quét mắt nhìn hắn trên dưới một lần lộ ra khen ngợi vỗ đầu vai hắn rất tốt chung sư thúc đã thấy rõ hết thảy hành động khi đó của dương khai đối với biểu hiện của dương khai tự nhiên là hài lòng cực kỳ nhưng hắn hơi nghi hoặc trong lòng nghe nói long tộc cao ngạo mặc dù phụ trách trấn thủ bất hồi quan nhưng cho tới bây giờ bọn hắn đối với nhân tộc cũng không có sắc mặt tốt luôn có một loại cảm giác tài trí hơn người nhưng dáng vẻ của Dương Khai lại không giống với lời đồn. Nếu trước đó có người nói cho hắn biết Long tộc sẽ bị nhân tộc hiện ra bản thể thủ hộ, hắn sẽ không tin tưởng. Phùng Anh giới thiệu Dương Khai à, vị này là Trung Lương, Trung Sư Thúc của Bích Lạc Phúc Địa, phụ trách trấn thủ mảnh chiến trường này. Dương Khai vội vàng ôm quyền. Dương Khai gặp qua Chung Tiện Bối. Nói một cách nho nhã lễ độ chung lương nhíu mày càng phát giác dương khai không giống như long tộc mà hắn nghe trong lời đồn nhưng hắn cũng không nói nhiều chỉ gật đầu chuyện gì để sau lại nói chúng ta đi vào trước trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc cần phùng anh giải đáp dương khai gật đầu lại nghi ngờ hướng về sau nhìn đây là đang làm gì sau khi tiến vào bích lạc quan đám người vốn ẩn thân trong từng kiện bí bảo hành cung đều đi ra nhưng lại đều hỗn loạn trong vùng này. Tốt 5, tốt 3. Không ít người đem ánh mắt hướng Dương Khai nhìn, xì xào bàn tán. Hiển nhiên là trước đó Dương Khai hóa thân cự long chém giết trên chiến trường, khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh diễm. Phía trước có một cánh cửa lớn, Dương Khai không nhìn thấy tình huống trong cửa lớn ra sao. Hắn chỉ thấy được mấy chục gần trăm người cùng nhau xông vào trong cửa. Một lát sau là là mấy chục mấy trăm người cùng xông vào, lục tục ngon ngoe. Hắn vừa nói ra lời này, mấy người bên cạnh đều nghi ngờ nhìn hắn. Trung lương càng là nhịn không được, nhíu mày. Theo đạo lý mà nói, bất kỳ một vị nhân tộc đều biết giờ khắc này ở đây làm cái gì. Nhưng mà Dương Khai vậy mà không biết. Phùng Anh cũng không hiểu. Trước đó ở chung, nàng còn chưa nhận ra điều gì. Nhưng một ít biểu hiện của Dương Khai hôm nay là làm cho nàng cảm giác. Dương Khai giống như đối với quan ải của bên nhân tộc hoàn toàn không hay biết. Lúc nhìn thấy Bích Lạc Quan chính là như vậy, giờ phút này cũng như thế. Mặc dù không có hiểu nhưng Phùng Anh vẫn nhẹ giọng giải thích. Mỗi người từ bên ngoài trở về đều phải trải qua kiểm tra, nếu không thì sẽ không được vào trong quan. Dương Khai nghe thì hiểu ra. Là sợ có mặc đồ xen lẫn vào trong đó hay sao Bề ngoài mặc đồ bị mặc hóa Hoặc nhìn là không có bất kỳ cái gì Không bình thường Nếu thật lẫn trong đám người Thì cũng sẽ không tùy tiện bại lộ ra Phùng Anh gật đầu Lúc ban đầu không phải là Không phát sinh qua loại chuyện này Mỗi mặc đồ đều có khả năng Tạo thành tổn thất thật lớn cho bên nhân tộc Cho nên từ đó có quy củ, Mặc kệ người nào Chỉ cần rời đi quan ải Khi trở về đều phải tiếp nhận kiểm tra làm sao để kiểm tra? Dương Khai tò mò hỏi. Phùng Anh hiểu sai ý, lặng lẽ truyền âm. Yên tâm, không phải là điều tra tiểu thế giới của ngươi. Bên này tự có thủ đoạn kiểm tra, đợi chút ngươi sẽ biết. Nàng nói như vậy, Dương Khai cũng không hỏi thêm, kiên nhẫn chờ. Nhưng sau việc này, Phùng Anh càng phát giác, Dương Khai đối với tình huống ở quan ải nhân tộc, xác thực là không biết chút nào. Nếu không, hắn sẽ không hỏi những điều này. Trung Lương nhìn nàng có chút hương vị trân cầu. Phùng Anh chậm rãi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có rõ. Tốc độ kiểm tra rất nhanh, hầu như là một nhóm người phía trước đi vào, một nhóm người phía sau đã chuẩn bị xong. Chỉ hơn một canh giờ, đại quân nhân tộc xuất chiến, toàn bộ tiến vào trong bích lạc quan. Còn lại mấy người Trung Lương dương khai Phùng Anh và Thẩm Ngao. Đi thôi. Trung Lương nói một tiếng dẫn đầu hướng phía trước bước đi mấy người theo sát sau. Dương Khai quan sát xung quanh, mặc dù hắn đi vào mặt chi chiến trường đã được 2-3 năm, nhưng trước đó hắn vẫn luôn đi theo nội diễm trà trộn sống qua ngày. Cho đến hôm nay hắn mới xem như đi vào quan ải mà nhân tộc trấn thủ. Đối với tình huống bên này, tự nhiên là có chút tò mò. Sau khi vào trong cửa, mấy người xuất hiện tại trong một tòa đại điện. Giờ phút này trên mặt đất sáng lên từng đồ văn huyền diệu phức tạp mơ hồ có ba động của trận pháp truyền ra, mà phóng tầm mắt nhìn, xác thực là có một pháp trận được khắc dấu trên mặt đất đại điện. Chương 4947 Trong pháp trận kia có từng tia ánh sáng màu vỏ quýt dù tẩu xuyên qua đến mãi không hết, giống như là có sinh mệnh. Dùng khai khẽ nhất lông mày, ý thức được pháp trận này hẳn là mấu chốt của kiểm tra. Ở ngoài pháp trận càng là có từng tia hơi thở của thất phẩm khai thiên ẩn nấp trong bóng tối. Đám người này lặng yên không một tiếng động, dò xét đám người trong pháp trận. Dung khai rõ ràng cảm giác, những người vây quanh bốn phía pháp trận này, từng người đều ôm lấy lòng cảnh giác, âm thầm thôi động thiên địa vĩ lực. Giống như chỉ cần pháp trận có chút dị động, bọn hắn sẽ nghênh đón công kích. Những người này hẳn là cường giả nhân tộc phụ trách thủ hộ giám sát nơi đây đám người đứng trong pháp trận từng tia ánh sáng màu võ quýt hướng đám người du tẩu mà đến rất nhanh trên thân mỗi người đều bị ánh sáng màu võ quýt bao phủ sau khi tia sáng này chiếu vào biểu lộ trên mặt mọi người có vẻ hơi quỷ dị mọi người đều không có khác thường duy chỉ có ánh sáng bao phủ trên người dương khai bỗng nhiên chấp hiện mấy lần lập tức từ màu võ quýt chuyển thành đen kịt trong nháy mắt mọi ánh mắt đều tập trung hướng dương khai trung lương càng là tràn trề sát cơ. Những cường giả thủ hộ giám sát ở xung quanh pháp trận đều cùng nhau vọt ra, lập tức đem dương khai vây quanh kín không kẻ hở. Trong lúc buôn tập, bọn hắn càng là biến hóa pháp quyết trong tay, một người cầm đầu quát. Phong Dứt lời, từng kiện bí bảo đẹp đẽ tiểu xảo được tạo ra để chuyên môn đối phó với loại tình huống này bị tế ra. Phần tám hướng lơ lửng bên cạnh dương khai những bí bảo kia tương liên lẫn nhau phun trào năng lượng trực tiếp đem chỗ dung khai hóa thành một mảnh lồng giam đem hắn bao phủ bên trong làm xong chuyện này mọi người mới âm thầm thở ra một hơi nhưng đám võ giả thủ hộ pháp trận vẫn cảnh giác đã thật lâu không xuất hiện loại tình huống này lần trước xuất hiện loại tình huống này là mấy trăm năm trước một vị mặt chui vào nơi đây trực tiếp thôi động bí thuật tự bạo mà chết mặc dù không mang đến bao nhiêu tổn thất cho nhân tộc, nhưng mặt chi lực mà vị mặc đồ kia để lại sau khi chết lại mang theo không ít phiền phức. Bích Lạc quan bỏ ra công sức thật lớn mới đưa đám mặt chi lực đó thành trừ ra ngoài. Hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy. Cũng may nhân tộc ở mỗi tòa quan ải đối với chuyện này đều sớm có đề phòng, ứng đối kịp thời. Bầu không khí trong đại điện lập tức ngưng trọng. Dừng tay! đây là hiểu nhầm. Phùng Anh vội vàng hô to. Đám người thủ hộ pháp trận không để ý đến nàng, chỉ cảnh giác nhìn chăm chăm Dương Khai. Mà Dương Khai thì đứng đó cúi đầu xem kỹ quan mang đen kịt trên người mình. Ẩn ẩn có suy đoán trong lòng, lập tức mở ra hai tay, an tĩnh đứng. Ra hiệu chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ. Trung Lương nhìn Dương Khai một lát, rồi quay đầu hướng Phùng Anh. Có ý gì? Phùng Anh đối với Dương Khai nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, bước nhanh đi đến bên người Trung Lương, lặng lẽ truyền âm. Trung Sư Thúc, ta có thể cam đoan, Dương Khai hắn không phải là mặc đồ. Người lấy cái gì ra mà cam đoan? Hiển mặt trận đã có phản ứng, nói rõ trong người hắn có mặt chi lực, đã có mặt chi lực, tại sao không phải là mặc đồ? Phùng Anh lần nữa truyền âm. Trong cơ thể Dương Khai xác thực là có mặt chi lực, nhưng hắn không có bị mặt chi lực ăn mòn. Hắn có thiên địa tuyền phong trấn tiểu càng khôn. Trung lương co trụt mắt, nghiêng đầu nhìn về Phùng Anh. Càng khôn tứ trụ, thiên địa tuyền, người xác định chứ. Ta đã tự mình kiểm tra, có thể xác định. Nếu sư thúc không tin, thì có thể kiểm tra một chút. Trung lương nghiêm mặt gật đầu. Việc này không cho phép có nửa điểm qua loa, xác thực cần kiểm tra. Sư thúc càng khôn tứ trụ quan hệ trọng đại, nhiều người thì phức tạp. Nàng chưa đem lời nói hết, nhưng Trung Lương sao có thể không biết ý nàng. Đối với mặt chi chiến trường, càng khôn tứ trụ có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Mỗi cường giả nhân tộc có càng khôn tứ trụ đều là nhân tài cực kỳ quý giá. Thật sự là không nên khiến cho mọi người đều biết loại người này tồn tại. Nếu không thì nói không chừng sẽ có phiền phức. Trung Lương khẽ gật đầu rồi khoát tay đều lui ra đi, đem cấm chế đóng lại cho ta. Đám người thủ hộ pháp trận nghe thì nhìn nhau một chút, vị thất phẩm khai thiên cầm đầu càng là chừng chừ Thế nhưng là chung sư thúc à, hiển mặt trận đối với người này có phản ứng, hắn nhất định là mặc đồ không thể nào nghi ngờ. Nếu đóng cấm chế thì nhỡ may hắn có dị động. Ta tự có suy tính, các ngươi cứ làm theo. Trung Lương không cho phản bác nói Thấy hắn kiên trì như vậy, đám người cũng không có biện pháp. Dù sao người phụ trách chủ sự vùng này là Trung Lương. Chốc lát, bí bảo bị thu hồi. Lồng giam cấm chế, bao phủ dương khai cũng tán đi. Sau khi Trung Lương phân phó, đám người cũng đều rời khỏi đại điện. Bọn người thẩm ngao vừa đi vừa quay đầu nhìn Dương Khai với ánh mắt kinh nghi, bất định. Nếu Dương Khai là mặc đồ, thì bọn hắn chính là người thứ nhất không tin. Tiếp xúc trong khoảng thời gian này Dung Khai là hạng người gì, bọn hắn cũng đều hiểu biết. Người có thủ đoạn tịnh hóa xua tan mặt chi lực, làm sao có thể là mặc đồ. Hướng chi, trước đó hắn còn hóa thân cự long thủ hộ tộc nhân, càng là giết ra trong đại quân mặt tộc. Mặt tộc chết trong tay hắn đếm không hết. Nếu nói người như vậy là mặc đồ, vậy thì thật là không có thiên lý. Nhưng hiển mặt trận, vậy mà có phản ứng. Chuyện này để cho người ta trăm mối vẫn không có lời giải thích. Chẳng qua, Trung Lương đã tiếp nhận việc này, mặc dù bọn hắn kinh nghi, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn có ba người, Trung Lương, Dương Khai và Phùng Anh. Trung Lương vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, mặc dù Phùng Anh đã cam đoan, đảm bảo nàng biết chân tướng, nhưng không tận mắt nhìn thấy chuyện này thì hắn không có cách nào xác định. Mở ra tiểu thế giới của người Trung Lương phân phó, Dương Khai gật đầu. Phùng Anh há to miệng nhắc nhở một tiếng. Tiểu thế giới của hắn có chút đặc thù, sự thúc không cần quá kinh ngạc. Trung Lương không hiểu nhìn nàng một chút, nghĩ thầm. Đơn giản chính là có thiên địa tuyền phong trấn. Hắn đã biết, đâu còn sẽ kinh ngạc. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy trong lòng, nhưng khi thần niệm của hắn thăm dò vào trong tiểu thế giới của Dương Khai điều tra, hắn vẫn không có nhìn được nhíu mày rất kinh hãi. Tiểu thế giới của người làm sao bất kỳ người nào từng điều tra tiểu thế giới của Dương Khai đều sẽ có phản ứng như vậy. Dương Khai cũng không cảm thấy kinh ngạc, thuận miệng giải thích. Đệ tử tinh thông không gian chi đạo, cho nên lúc đệ tử tấn thăng khai thiên cảnh, tiểu thế giới đã từ hư hóa thực. Đệ tử cũng không rõ nguyên do cụ thể. Hắn cũng thật không hiểu rõ tiểu thế giới của mình xảy ra chuyện gì. Tinh thông không gian chi đạo là một nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất có thể là bởi vì lúc hắn tấn thăng khai thiên, khai thiên tích địa trong cơ thể, tiểu thế giới của hắn đã dung hợp với huyền giới châu. Nhưng chuyện này cũng không cần thiết phải giải thích quá nhiều. Trung Lương kinh ngạc Lúc tấn thăng, người là mấy phẩm? Là ngũ phẩm. Dương Khai đáp Trung Lương khóe miệng co giật, nói cách khác, lúc Dương Khai là ngũ phẩm khai thiên, tiểu thế giới đã từ hư hóa thực. Nghĩ đến lúc trước hắn tân tân khổ khổ tu hành, mãi đến thất phẩm mới đạt thành việc này, đơn giản là không thể so sánh. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, khai thiên cảnh chỉ có đến thất phẩm, tiểu thế giới mới có thể thật từ hư hóa thực. Đây là thường thức, cũng là định luật tuyên cổ bất biến. Có thể tại ngũ phẩm đã có thành tựu này, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Bỗng nhiên, Trung Lương nghĩ tới một chuyện, câu mày nói. Người là nhân tộc hay là long tộc? Long tộc chú trọng tu hành huyết mạch, huyết mạch tinh thuần tới trình độ nhất định là có được thực lực tương ứng. Căn bản không cần khai thiên tích địa trong người, cho nên căn bản là không có tiểu thế giới. Nhưng tình huống của Dương Khai là làm cho hắn có chút mơ hồ. Dương Khai đàng hoàng nói Đệ tử xuất thân nhân tộc, mang bản nguyên long tộc trong người. Trung Lương có chút giật mình, đã có bản nguyên long tộc thì tự nhiên có thể tu hành bí thuật của long tộc, hóa thành long thân. Nhưng nhớ tới cự long dài 2.000 trượng, hắn vẫn rất là rung động. Đây chính là cự long long thân dài ngàn trượng, tương đương với thất phẩm khai thiên. 2.000 trượng mang ý nghĩa so với thất phẩm bình thường còn cường đại hơn. Chẳng qua hắn cũng coi như hiểu ra, vì sao biểu hiện của Dương Khai lại không giống với long tộc trong lời đồn. Bởi vì người này căn bản không phải là long tộc thuần chính hắn đắm chìm tâm thần điều tra, xác thực là thấy được thiên địa tuyền trong tiểu thế giới của Dương Khai, phong trấn tiểu thế giới, để cho tiểu thế giới kia trở nên hoàn mỹ kiên cố. Hắn chép miệng, lộ ra rất hâm mộ. Không ai không muốn có càng khôn tứ trụ, nhất là trong mặt chi chiến trường. Có càng khôn tứ trụ thì cũng không cần e ngại mặt chi lực ăn mòn. Lúc tranh đấu cùng mặt tộc có thể chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng thứ này vốn là có số lượng thư thớt có thể ngộ nhưng không thể cầu, người có thể có được đều là người có đại khí vận. Hắn cũng nhìn thấy trong tiểu thế giới của Dương Khai có mặt chi lực bị phong trấn, nhìn không được hỏi. Người phong trấn mặt chi lực trong tiểu thế giới của người, đối với bản thân người không có ảnh hưởng gì chứ. Dương Khai lắc đầu. Không có ảnh hưởng gì, thậm chí có đôi khi đệ tử còn có thể nhờ vào đó ngụy trang thành mặt đồ. Trước đây đệ tử chính là dựa vào thứ này mới có thể sinh tồn hơn hai năm trong nội địa mặt tộc nói rồi hắn thôi động mặt chi lực trong tiểu thế giới hai con người lập tức hóa thành màu đen như mực chung lương thấy thì khoáy miệng co giật người ở trong nội địa mặt tộc hơn hai năm sao lần này hắn rất là khiếp sợ từ xưa tới nay vị nhân tộc nào có thể ở lại nội địa mặt tộc hơn hai năm mà còn có thể bình an vô sự mặc dù có thiên địa tuyền che chở nhưng lá gan của hắn cũng quá lớn phùng anh nói đệ tử đang muốn cùng sư thúc nói chuyện này lần này đệ tử có thể quay về hoàn toàn là nhờ vào dương khai đã xảy ra chuyện gì chung lương hỏi phùng anh đem chuyện phát sinh trên người mình đơn giản nói nói lên nàng bị vật chủ mặt hóa mượn nhờ tầng bí thuật kia tránh thoát một kiếp sau khi nàng ra tay chém giết một tên thường vị mặc đồ dương khai chủ động cởi trần thân phận rồi cùng nàng cùng nghĩ cách cứu viện mặc đồ. Cuối cùng, bọn hắn hội tụ đội hình hơn 300 người giết trở về. Dù là Trung Lương đã sống lâu, có kiến thức rộng rãi, nhưng nghe vậy, mi mắt hắn cũng giật giật. Chờ Phùng Anh nói xong, hắn mới hít sâu một hơi. Người nói hắn có thủ đoạn tình hóa mặt chi lực sao? Mấy trăm người đi theo các người, đều vốn là mặc đồ. Đúng như vậy, Phùng Anh nghiêm mặt gật đầu. Sự thúc hẳn là đã nhìn thấy qua thủ đoạn của hắn rồi. Lúc phối hợp với đệ tử, chém giết tên vực chủ, Dương Khai Tường thi triển qua. Là ánh sáng trắng kia sao? Trung Lương khẽ động trong lòng. Đối với ánh sáng trắng, hắn có ấn tượng rất khắc sâu. Ở mặt chi chiến trường, hắn chưa bao giờ thấy qua ánh sáng trắng tinh khiết giống như mặt trời nhỏ như vậy. Trước đó, hắn đã hoài nghi lý do tên vực chủ kia bị giết cùng ánh sáng kia có quan hệ cực lớn. Bây giờ xem ra quả là vậy đó chính là khắc tinh của mặt chi lực. Kết thúc tập 1048 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.